Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một đôi loa Ideasound. Đẳng cấp, cao cấp và chất lượng. Đối với cái mẫu loa này thì nó là một dòng loa chuyên đánh nhạc mạnh, ba sàn G-Mix hay là hát karaoke chuyên nghiệp các bác nhé. Dòng này thì thực sự em cũng không có cái gì để miêu tả nó nữa rồi. Nó phải là đỉnh của chóp. Dòng này được đánh giá, nhé, nó ở phân khúc ngang hoặc hơn Vital. Tại sao? Vì một củ check như này, một củ check Navoisi, như củ này là côn 75 đúng không? Côn 75, một củ check Vital ở công suất khoảng 180W thì ở trên trang chủ của các hãng bây giờ đang bán với giá khoảng tầm 280€ một củ nhé. Còn đối với củ của Navoisi như này, củ 220W 16 ohm, củ này leo các bác nhé, côn 75. Thì đối với củ này thì ở nước ngoài đang bán với giá là 328 euro, 328 euro của một củ này. Có nghĩa một củ này nó sẽ rơi vào giá khoảng 9 đến 10 triệu gì đấy, một củ check này. Còn bát Navoisi các bác cùng nhìn, bát này là bát neo rồi thì nó cũng không có gì để bàn cãi về cái chất bát của loại này nữa. Nó khủng khiếp, đẹp khủng. Đấy. 1000W cái chiếc bát, 220W cái loa full, là cái loa check này các bác ạ. Quá khủng khiếp. Đây em sẽ đi vào phần phân tần và chút nữa sẽ đi chi tiết về cái loa cho các bác cùng xem nhé. Phân tần này chắc là một trong những cái chiếc phân tần mà nó cũng thuộc dạng là khủng khiếp, em phải nói là nó khủng khiếp. Có cả con chống cháy cho check các bác nhé, có cả con này chống cháy cho check này. Đấy. Cái tụ này của nó này sử dụng tụ M-cap. Cái tụ M-cap này thường thường sử dụng cho những audio file, những bác nào mà chơi high end ấy, thì các bác sẽ biết đến cái tụ này. Cái tụ này nhá, những cái tụ high end, tụ có nghĩa là to bằng cổ tay, nó phải vài triệu, có tụ chục triệu một con của cái hãng này, nên cái sử dụng cái tụ này nó cực kỳ xịn. Và cái tiếp theo đó là cái điện trở các bác này. Điện trở này nó sử dụng điện trở 50W 30 ohm, nó to bằng nửa cổ tay luôn. Bình thường các bác nhìn con điện trở nó chỉ bé như này đúng không, bé như con tay, nhưng con này to bằng nửa cổ tay luôn, nó quá to và khủng khiếp. Cái dây dẫn tín hiệu các bác cùng nhìn, dây 2 × 2.5, dây này là dây của cáp đến từ Đức, Germany các bác cùng nhìn. Đấy, dây này cực xịn luôn. Và cái phần thùng các bác này, thùng này thì được sử dụng gỗ ván ép 7 lớp 7 9 này. 1 2 3 4 5 6 7 8, đây 1 2 3 4, cái này 9 lớp các bác ạ, 9 lớp, siêu chắc chắn và siêu cứng. Cái này là gỗ bạch dương rất xịn các bác nhìn này, từ cái bo góc bo cạnh này người ta làm nó cực kỳ đỉnh luôn. Và em nói luôn cái phần loa này các bác cùng nhìn nhá, Ideasound thì nó, em nói luôn nó là sản xuất tại Trung Quốc, được chưa, sản xuất tại Trung Quốc. Còn cái thương hiệu Idea là của Anh Quốc thì phải, nhưng con này sản xuất tại Trung Quốc. Con này program được 1000W, có nghĩa là công suất trung bình 1000W. Con này nếu mà đánh hay các bác cứ kiếm những con đẩy khoảng tầm 800 giờ ra đánh nó mới ra hồn, ra chất được của con loa này, cực chất cực xịn. Thùng nó chỉ khoảng 30 phân thôi các bác nhé, thùng không dày. Tại sao làm thùng ngắn này? Các bác cảm tưởng như Nexo này, như Nexo như em nói nhé, như Nexo này, thùng không bao giờ sâu nên bát của nó rất là mỏng, không dày, nhưng được cái phần lời nó rất là tốt. Và cái phần thùng này cũng như vậy, đạt được công suất lớn, đạt được áp lực lớn, đạt được SPL lớn, thì thứ nhất cái thùng nó không được quá sâu, quá to. Tại sao? To thì nó sẽ làm cái tiếng bát nó bùng nhùng đấy. Còn thùng này nó đánh sẽ ra được cái tiếng trăng, gọi là căng chắc, và nó đanh. Tất cả những các bác chơi cái loại loa này thì các bác lên kết hợp với súp nhé, em khuyên nên kết hợp với súp. Còn không có súp thì chơi cái loa này nó không đã lắm đâu, em nói luôn, vì nó bát nó rất là mỏng, nó đa phần đánh phần trung âm và giải cao thì nó là xuất sắc luôn. Thực sự ở nhà em có những đôi loa 40, những đôi loa 40 nhá, đánh nó không mạnh tiếng bằng con này đánh tiếng nó có mạnh hơn đấy, nó khủng khiếp.
thì em sẽ chút đi test thử cái chất âm cho các bác cùng nghe trên cái đùi này nó đánh nó gớm như thế nào. Rất nhẹ. Cái loa này cả bát, cả chép, có nắp vào chắc nó khoảng tầm 17 cân của một chiếc các bác ạ. Và cái họng kèn này, các bác cái họng này nó siêu dày luôn. Chắc này là chắc neo nhá. Côn chắc là côn 7.5 các bác nhá. Côn này côn 7.5 không phải côn 44 nhá. Và quả chắc này quả chắc 220W nhá. Rất ít có quả chắc trên thị trường đạt đến 220W. Em phải nói một điều là như vậy, rất ít luôn. Bây giờ em sẽ đi nắp và mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của em nó. Ok, thì bây giờ em sẽ đi test thử cái chất của cái loa này các bác nhá. Đỉnh cao luôn. Bác nào mà đánh G-Mix, đánh cái loa này mà có kết hợp súp thì nó đánh thì phải nói là gần như là phải lát nhà luôn. Đấy, thì ở đây thì em có kết hợp nó cũng bộ này đơn giản thôi. Một bộ mic 450 này. Mic này thì em sẽ test thử karaoke trên cái mic này này. Vang S690 của DB. Và sử dụng con đẩy KE. Đẩy KE của hãng KE. Đây là hàng bãi các bác nhé. Con này con ngàn 3. Ngàn 300W thôi. Em sẽ test thử cho các bác cùng nghe thử cái chất ở trên cái mẫu Idea Sound. À quên. Còn một con súp. Một con súp Moga Sound của đằng sau nữa. Một súp 50 nhé. Moga Sound. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng 35, khoảng xấp xỉ 60 triệu các bác ạ. Khoảng gần 60 triệu bộ này này. Nếu các bác, cái bộ đang nghe em đang test này. Một đôi này nhá. Một con súp, một con sao đằng sau. Đấy, vang đẩy mic. Mời các bác cùng nghe thử. Mic nó cực đỉnh luôn. Thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng test một chút nhạc. Cái này thì test lời đi. Nếu mà lời thì chắc chỉ có test nhạc của ca sĩ Phương Phương Thảo thôi, đúng không? Đợi em một xíu. Nghe thật sự đã, gần như những cái đôi loa trong nhà em đấy em nghe đôi này thực sự khác biệt. Nó khác biệt nhiều đấy các bác ạ, khác biệt nhiều với những đôi loa còn lại. Mình quen nhau khi xưa trên phố mưa buồn. Cùng đi qua trong gai bao nắng mưa cuộc đời. Đã từng tay trong tay nhau nâng chén u sầu. Cả thế giới quanh em chỉ có một mình anh. Chỉ vừa hôm qua đây thôi tay nắng không rời. Mà hôm nay chia phôi mình cách xa muôn đời.
mình gặp lại nhau hôm nay sao nghe lòng nhói đau. Người yêu ơi anh nỡ sao nhắc lại niềm đau, mộng xưa giờ xa mãi thành mây khói tan rồi, mà chẳng thể làm lòng em quên đi bóng người. Xin người chưa quên câu thề ước khi xưa mình đã trao nhau vào lúc thanh xuân, anh mưa sẽ vẫn mãi mãi đợi chờ. Và người đợi quay lưng vui lấp yêu thương, người nhớ anh quên tình thức ta trao ngày ấy với những quyến luyến ấm nồng. Xin hãy để cho em được ở bên anh, nhìn thấy anh vui dù với ai kia, chừng ấy với em cũng đã đủ rồi. Hãy để bước chân em được ở bên anh, dù có ra sao sẽ vẫn mãi suốt đời cùng anh. Chút nữa em sẽ test về phần karaoke cho các bác, nhưng mà ở đây em muốn nói một điều là file tổ không có cửa so sánh với nó luôn. Thực sự những cái mã file tổ em bán đến LC15, được chưa? LC15 full của file tổ 40 nhá. Hoặc là nếu mà file tổ 30 thì nó cũng rất là nhiều mã. Để mà nói công tâm một điều, tiếng nó mạnh, nó bé, nó nhỏ gọn mà nó mạnh, nó chắc. Có nghĩa là cái độ mạnh, độ chắc của cái phần lời nó ra, con này thực sự là nó vượt bậc hơn hẳn. Đấy, cả cả ví dụ đây, Nexo R1 nhá, đây con R1. Em cũng khuyên chân thành một câu, nếu bác nào mà đang có ý định ví dụ là muốn mua Nexo R1 này, thì mua đôi này nó hơn. Nếu mà để người Việt Nam nghe, để em nghe, hoặc là để đa phần các bác nghe, thì em thấy con này nó sẽ tiếng nó sẽ đã hơn con R1. Đấy, Nexo PS10R1. Mà con này đắt hơn nhiều nhá. Con này thì là về trung âm tốt thôi, chứ còn nếu mà để về độ mạnh mẽ, độ bay tiếng mà uy lực thì con này nó vượt trội hơn hẳn luôn, vượt trội hơn nhiều luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi mời các bác cùng test thử một chút karaoke. Ok, thì bây giờ là cái phần thử mic và phần karaoke mời các bác cùng nghe nhá. Thì ở đây em đang sử dụng Wacken 690 và mic em bypass phẳng nhá. Các bác nghe, mic bypass phẳng, không chỉnh mic, được chưa? Em không chỉnh mic một tí nào luôn, để cho các bác nghe được cái đoạn này chất như thế nào. Thì hôm nay thì em hát không phải ca sĩ nữa. Ca sĩ hát thì các bác bảo là loa nào cũng hay như loa nào, thì ca sĩ hát thì thế đúng không? Này, em thử sẽ test cho các bác cùng em nghe. Đón thơ anh vì sao em bỗng ra đi, hãy nói cho anh những điều từng lâu em giấu. Anh có đôi lời, không có em anh sâu sao. Anh sẽ tan một ngày như đã trôi xa, mơ xưa giờ này còn đâu em ơi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm tan sao mơ xa, chiếu giáp cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng to luôn, mà khi em bài đáp này,
chính xác ra thì là để dí gần vào và thu đúng không? Mic rất là to, hoàn toàn không phải là bé được nhá. Đấy, không bị zip thì ở đây chép bát lớn không đồng nghĩa là nó dễ zip các bạn nhá. Quan trọng nhất đấy là cái đáp ứng của loa nó như thế nào. Đấy, đáp ứng giải loa rất là tốt thì khi em bài bát mic này, bác không chỉ một chí gì ở mic thôi mà nó cũng rất là hay này đúng không? Không chỉ mic, cái quái mic không chỉ chỉ mỗi echo gì vào. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Các bạn nào có nhu cầu về sản phẩm này thì cứ alo cho em nhé. Có số điện thoại 0978 790655 20 triệu 500 nghìn một cặp.